Rồi, hello, xin chào các bạn nha. Thì ngày hôm nay Thăng làm một cái chiếc xe Future X để review cho anh em. Con xe này thì Thăng bán về cho anh Phát ở Bạc Liêu nha anh em. Anh chủ xe này thì cũng là cậu của em ha. Nó làm xe cho em luôn ha. Thì con xe này ngày hôm nay với một cái option theo cái quan điểm của khách ha. Cái này thì quan điểm của khách, khách coi đẹp là nó sẽ đẹp thôi bạn, tại xe là của họ mà. Còn người phục dựng là mình ha. Mình sẽ làm sáng tỏ quan điểm tại sao chiếc xe đi càng lâu thì mà cái giá trị nó lại đi lên thêm nữa nha các bạn ha. Có những chiếc xe cũ mà giá trị nó tương đương với những chiếc xe SH ha. Tính ra cái giá trị ngày hôm nay nó cũng đâu có thua gì chiếc SH mà 27, 28 cũ đâu anh em ha. Xe này là giá bữa nay là 60 mấy 70 triệu các bạn ha. Tại sao có những chiếc xe lại ra cái giá được như vậy ha. Thì ngày hôm nay Thăng sẽ review cho anh em. Cái thứ nhất á, cái đó là do cái quan niệm tinh thần của khách. Có những cái chiếc xe hoài niệm các bạn ha, cái kiểu dáng, cái phong cách của nó làm cho người ta cuốn hút ha, người ta có một cái sức hút. Tại vì hồi đó cái thời mà chiếc xe này ra nè, có thể những anh em đó người ta chưa có cơ hội để người ta trải nghiệm. Đến sau này thì cái đồng tiền người ta tạo ra nó cũng kha khá anh em. Còn cái việc chơi cái xe này thì nó quá đơn giản. Tại vì những khách hàng mà bỏ ra 60-70 triệu trong túi ha, mà để mua chiếc xe này thì đương nhiên tài sản của người ta thì cũng phải hàng trăm, hàng tỷ bạc ha. Thì người ta mới dám sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn gì để người ta chơi. Nói lớn là lớn trên một chiếc xe phổ thông thôi anh em ha. Chứ nó cũng không phải là một cái số tiền quá lớn so với cái mức thu nhập. Nhất là những người anh em ở miền Tây chơi xe ha. Về cái con xe này thì Thăng sẽ nói về thông tin trước ha. Có một cái hình hài thế này thì đã do cái quá trình Thăng nâng cấp rồi anh em. Nó mới ra được cái hình hài hài hòa và đẹp như thế này ha. Thì cái con xe này là đời 2011, Full FI ha. Xe này là Full FI 2011. Đúng cái mã nó là Future X nha anh em. Phiên bản này là phiên bản kỷ niệm. Hồi xưa là nó sản xuất năm 2010-2011 là 2 năm ha. Thì cái phiên bản này hồi đó lúc mà lăn bánh nó chỉ cái giá là 30 mấy triệu thôi ha. Có chỗ bán 33, có chỗ bán 31 triệu cho con xe FI thôi. Nhưng mà ngày hôm nay Thăng bán với giá 60 mấy triệu. Nó cũng có cái lý của nó ha. Tại vì không phải là mình mua chiếc xe 30 về mình bán 60 được hết em. Mình cũng phải bỏ ra chắc xám, bỏ ra cái thời gian và bỏ ra cái số tiền không phải nhỏ để mình dọn chiếc xe này. Mà nói đơn giản cho anh em dễ hiểu, nếu như một cái người thợ á, không có gành nghề, có thể cầm số tiền 30 chưa chắc gì họ dọn được cái thành phẩm như thế này. Tại vì một chiếc xe này nó bao gồm là dựng xe thùng và lắp đặt đồ chơi nâng cấp thêm ha. Thì anh em cũng thấy được cái vị trí bên này rồi, Thăng mời anh em mình cùng xem dách bên này ha. Rồi Thăng cũng sẽ đi chi tiết cho anh em ha. Nhưng mà trước thì Thăng sẽ nói để cho anh em thấy được cái quan điểm chơi xe của những anh em, tại sao khách hàng bỏ ra được số tiền lớn gì để chơi xe ha. Như Thăng nói hồi nãy, về 30 triệu, nếu như mà anh em bỏ ra cái chi phí dọn, nếu mà dọn xe thùng phải từ 2 mấy triệu rồi, với còn có mấy triệu còn lại thôi ha. Chưa tính tới tiền lời, tiền hồ sơ nữa anh em ha. Và mình phải lắp đặt thêm cái dàn đồ chơi này ha. Thì anh em phải có một cái bài toán ha. Mình đấu tranh tư tưởng của mình, mình cũng phải tư vấn lại cho khách nữa anh em ha. Mình cũng phải lựa chọn những cái mặt hàng nó phù hợp với combo thế này. Xe này thì đi đồ chất lượng không anh em ha. Anh em nhìn dàn chân thì anh em cũng thấy uy tín rồi ha. Niền ngạch sale cái niền này thì hầu như tất cả những anh em chơi xe ai cũng biết hết ha. Tại cặp niền này là cặp niền phổ thông, giá thành thì nó cũng phù hợp, tương đối tầm khoảng 2 triệu một cặp thôi ha. Để Rambo 220 full dàn chân thì Thăng đi ốc inox Salaya ha, của 618 gây sinh nha anh em. Nó cái tên này là tên ốc, anh em có thể search lên anh em mua ha. Dàn chân trước sau ha, từ sườn ra tới ngoài là Thăng sơn tĩnh điện lại cho khách. Áo thì Thăng sử dụng là áo hãng xe bịch ha. Mỗi một chỗ thì nó sẽ có một cái điểm nhấn đặc biệt cho chiếc xe này ha. Về phần đèn cũng vậy, thay thế cho một cái bộ bóng halogen thì Thăng nâng cấp là bóng led, bóng led 2 tầng của Di Bắc chính hãng ha. Ở phía dưới là có đờ mi màu cam này nha các bạn. Đó, xe này thì Thăng cũng có nâng cấp cái điểm nhấn là cái đờ mi màu cam phối với chó đèn Di Bắc 2 tầng, đặc biệt anh em thấy bề mặt nước sơn. Xe này thì mới phủ xe mít xong một chiều nay ha, thành ra là bề mặt nước sơn rất là bóng, rất là đẹp luôn. Anh em mua về không cần phải dán keo đâu. Còn nếu mà các bạn có dán keo trong á, trước á, anh em phải cho em hay trước. Trước khi mà gáp lên trên chiếc xe, em sẽ dán keo trước luôn. Chứ đừng có để là mình gáp rồi mình mới dán anh em, mất thời gian. Với lại mình áo mới á, hạn chế tháo ra tháo vô. Cái đồ mới nó không phải như đồ ghim theo xe. Anh em chỉ cần tháo tầm khoảng lần thứ 3, thứ 4 trở lên thôi là quá anh em rất là dễ gây ghè.
ha. Cái này thằng cảnh báo trước cho những anh em nào chơi áo hãng. Còn giá trị của nó thì nó cũng không hề rẻ, nhưng mà tại vì cái đó là cái cách mà anh em gắn đồ thôi, nó chỉ là một cách trong những cái mà thằng hay làm hàng ngày thôi các bạn. Đó, còn về phần đầu đèn nữa ha, công tắc bao tay thì những món đồ này nhỏ thôi, nhưng mà nó tinh tế lắm các bạn, không thay không có được đâu ha, không thay không được đâu. Đây, đồng hồ Fuyết nó cũng khá là ok nha anh em. Mẫu mã kiểu dáng hầu như là con Fuyết nó ăn đứt hết, thằng neo hết. Nhưng mà tại sao những cái thằng này nó lại thua thằng neo? Nó thua về cái bề mặt tinh thần nữa các bạn ha. Chiếc neo nó có cái giá trị tinh thần cao hơn này. Tại vì hồi đó mấy thằng này á, ít ai chơi lắm anh em ha. Nói mà hồi đó mà cầm tiền mà chiếc này mắc hơn chiếc neo thì đương nhiên người ta mua chiếc neo chứ không bao giờ mua chiếc Fuyết. Nhưng mà sau này thì khác. Có những khách thì người ta nói lên cái quan điểm của người ta chơi xe, người ta chứng minh được là bạn bỏ ra 60 triệu bạn mua chiếc neo, tôi cũng dám sẵn sàng bỏ ra 60 triệu tôi mua chiếc Fuyết. Thì sau này cái chiếc xe nó mới được ngang tầm cái giá trị với nhau. Chứ hồi đó mấy ít nó thường thường gõ rẻ hơn tầm khoảng 5-10 triệu đó bạn, một chiếc. Thậm chí ví dụ như mua ra có tiền mua là cái đầu tiên người ta suy nghĩ là cũng sẽ mua chiếc neo, chứ không phải như sau này ha. Fuyết được chuộng lại là thời điểm sau này thôi, gần đây tầm khoảng 2-3 năm nay thôi Fuyết rất là chuộng ha. Thì có những cái người bên Thái á, họ lấy cái mẫu này về họ làm, thành ra Việt Nam mình nhìn theo thì mình thấy á, tại sao Việt Nam mình có mà lại sao mình Việt Nam mình không chơi ha. Việt Nam thì lại úp lên mẫu Thái, mà người Thái lại lấy cái mẫu quay y của người ta úp lại áo Fuyết người ta chạy ha. Cái đó là cái thắc mắc. Bởi thành thử ra sau này ha, anh em Việt Nam nhìn vào những anh em Thái Lan họ chơi Fuyết ha, thì mới có được cái nhận xét khách quan ha, sau này anh em mới thay đổi. Rồi còn về phần dàn chân sau, thằng cũng có nâng cấp, xe này nâng cấp rất là nhiều. Tại vì á, anh chủ xe này nè là cậu của con em á, là ở dưới Bạc Liêu ha, là ở dưới vùng biển ha, anh em. Nói chung là sát biển hay không thì thằng không biết ha, nhưng mà bộ óc á, là ngay cái ngày đầu tiên giao dịch á, là thằng có kêu là ở gần biển Cà Mau Bạc Liêu á, cái vùng ở dưới á, anh nên lên bộ óc Salaya trước đi, tại vì anh chạy vài bữa sớm muộn về anh cũng lên nè. Nhưng mà anh lên vài bữa á, thì chi phí nó khác như bữa nay, tại vì em sẽ không có gắn bộ óc Gin cho anh, em sẽ gắn bộ óc Salaya sẵn luôn. Để thành thử ra khi mà anh lên á, em sẽ tạo điều kiện cho anh lên trước nha, để đỡ cái chi phí cho anh làm ha. Còn dàn chân inox 304 á, thì thằng sẽ lên bộ gác máy chân chống đứng, chân chống nghiêng, cái lò xo để cái dàn chân nó được cứng cáp ha, nó sẽ sử dụng cho anh em lâu dài hơn. Còn cặp phuộc này nè, khác với những chiếc xe bình thường nữa nè các bạn. Phuộc này là phuộc màu đen ha, phuộc đen, phuộc của ghét leo. Phuộc này là phuộc mẫu mới, có tăng chỉnh. Phuộc này thì rất là dễ tăng chỉnh ha, thì tùy theo cái nhu cầu, cái cân nặng ha. Với lại anh em mua về anh em chở mấy người thì anh em tự anh em canh ha, thằng sẽ hướng dẫn cho anh em cách canh như thế này ha. Rồi còn về phần yên thì yên hai tầng. Yên này thì cái phơm này là phơm của bên thân hay gọt nè anh em ha. Cái dáng phơm anh em nhìn từ hình ảnh lẫn bên ngoài, cái dáng xe rất là chuẩn luôn ha. Rồi phần bên trong nè ha, nâng cấp học yên ha, nắp FI, thùng xăng, nắp xăng, sườn lóc gấp phuộc, sơn tĩnh điện, hầu như những chi tiết bên trong này thằng cũng đã thay thế hết. Và phát cũng có gắn mấy ngóc Salaya trong ha, cho có điểm nhấn. Xe này là xe người thân của ông thợ ha. Cũng rất là kỹ ha, kỹ cho cái phần chọn lọc chỗ này. Rồi thôi thì cuối clip thằng cũng xin nhắc lại thông tin chiếc xe để anh em cùng xem và nắm nha. Xe này thì hiện tại thằng đang bán với giá tầm khoảng 60 thôi, nhưng mà với option như thế này nó có thể trên lệch 5 triệu, 7 triệu. Thậm chí ví dụ như anh em muốn lên cặp phuộc mười mấy triệu anh em cũng có thể lên. Nhưng mà giá sàn bên thân thì tầm khoảng 60, để anh em cân nhắc cho một chiếc xe FI 211 ha. Rồi thôi, số điện thoại thì thân sẽ để bên góc trái màn hình và nhờ bạn Kiệt edit lên ha. Rồi xe này thì thân sẽ bán bao hồ sơ, bao sang tên cho anh khách hết. Và tất cả những anh em mua xe bên cửa hàng vẫn vậy nha ha, thân áp dụng cho tất cả những anh em khách hàng luôn. Rồi anh em nào thấy chiếc Fuyết này khách đẹp ha, thì anh em nhớ cho thân xin một like, một lượt đăng ký kênh. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký nha, đăng ký để xem những chiếc xe ha, những cái thước phim đẹp về dòng xe Fuyết. Rồi thôi, thân chào cả nhà, chúc anh em mình buổi tối vui vẻ nha, bye anh em.